Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Chuyện huyết thống nhạt nhòa hay nổi da sáo thịt bao giờ cũng khiến cho người ta thấy nghẹn đắng. Bởi đằng sau những câu chuyện đau lòng đó là biết bao nỗi đau, cảnh đời ngang trái của gia đình họ. Nhưng trong câu chuyện này, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường, những cuộc cãi vã khiến con người mất đi nhân tính, cướp đi mạng sống của chính người thân sinh ra mình. Là một nữ sinh theo học ngành luật ở thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ kiến thức về pháp luật nhưng Tống Thị Tùng Linh, sinh năm 2001, chú Bà Rịa Vũng Tàu lại sát hại cha ruột là ông T.H.D, 54 tuổi, cùng chú thành phố Bà Rịa bằng cách man dợ nhất. Vụ án khi ấy đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Linh là con út trong gia đình có hai chị em gái. Lúc vụ án xảy ra là thời điểm Linh được nghỉ học do dịch Covid-19 về nhà sống cùng cha. Ý định sát hại cha ruột đã được cô ta nảy sinh từ khoảng tháng 9 năm 2021. Khi đó, Linh giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Đê uống nhưng bất thành. Cuối năm đó, trường cho sinh viên nghỉ để tránh Covid-19. Linh về sống cùng cha trong căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Lúc này, mẹ cô lên Sài Gòn chăm chị gái mới sinh em bé. Linh tiếp tục lên kế hoạch sát hại cha lần thứ hai. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu chất độc cyanua để đầu độc cha. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh tìm mua chất độc cyanua. Nữ sinh hỏi ba quầy nhưng đều không bán mặt hàng này nên sang quầy của Trần Thị Ngọc Thư, 31 tuổi, quê Đắk Lắk. Ban đầu, Thư nói mình không bán, song nghe nữ sinh năn nỉ cần cyanua để làm thí nghiệm trong chương trình học nên đã đồng ý mua giúp. Thư gọi điện cho người phụ nữ 42 tuổi hỏi mua 1 kg cyanua với giá 220.000 đồng, sau đó bán lại cho Linh lấy 500.000 đồng. Chủ quầy yêu cầu Linh đến đầu con hẻm đợi sẽ có người đến giao. Sau khi mua được cyanua, Linh về lại thành phố Bà Rịa thực hiện kế hoạch cho nước vào chai để cha uống. Đến nhà lúc chập choạng tối, thấy cha ngồi trên võng nhậu một mình, Linh đi tắm rửa, nấu ăn. 2 giờ sau, cô ta lấy cyanua hòa vào những chai nước giải khát ông thường uống rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 5 phút sau, ông Đê vào lấy chai trà xanh uống, thấy có mùi lạ nên nhổ ra. Ông đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa, nôn ói. Linh đập cửa hỏi thăm nhưng người cha không trả lời. Một lúc sau, không còn nghe tiếng động, cô đoán cha đã trúng độc nên đi ngủ. Sáng ngày 19 tháng 1, Linh đi mua máy cưa về phá cửa nhà tắm, kéo ông Đê ra ngoài, định chở đi phi tang nhưng không thành. Cô để cha nằm ở góc sau ngôi nhà. Lúc này Linh cảm thấy ân hận, mở laptop viết cho mẹ và chị gái, thừa nhận đã sát hại cha và giải bày lý do thực hiện hành vi. Tuy nhiên, cô sau đó xóa đi vì cho rằng mình không có lỗi gì cả. Để che giấu hành vi của mình, Linh mua gạch về xây bao quanh, lấp bê tông lên. Tối hôm sau, thấy việc làm của mình có thể bị lộ, Linh lên kịch bản che giấu. Cô mua xăng đổ khắp nhà, châm lửa đốt, rồi chạy qua nhà ông nội gần đó hô hoán bị người lạ đột nhập vào đánh, hăm dọa sẽ giết cha, phóng hỏa. Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết bất thường tại hiện trường. Chiều ngày 20 tháng 1, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do ngộ độc cyanua. Ba chai nước có chất độc nằm trong thùng rác nhà Linh, bị cơ quan điều tra triệu tập, nữ sinh thừa nhận toàn bộ sự việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do cha tạo áp lực học hành quá lớn. Linh cảm thấy không chọn đúng ngành học, nhưng theo ý của cha vẫn phải theo và thường xuyên bị la mắng. Bị cáo nói trước tòa, cha tạo áp lực quá lớn, bị cáo bị đè nén không thể chia sẻ cùng ai về việc học tập của mình. Cha bị cáo muốn bị cáo học ngành luật hay y, trong khi bị cáo thích học thiết kế đồ họa. Nếu bị cáo không nghe theo thì cha không lo cho, bị cáo đăng ký học luật là theo ý của cha. Ngoài ra, theo lời khai của cô con gái này, người cha còn đối xử không tốt với mẹ Linh, khiến bà không chịu đựng nổi mà bỏ sang nhà người thân ở, còn cô ở với cha. Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau. Tuy nhiên, lời khai cha đối xử tệ bạc với mẹ của Linh đã bị người thân bác bỏ. Một người dân sống gần nhà Linh cho hay, thời điểm vụ án kinh hoàng xảy ra, mẹ của Linh đang ở thành phố Hồ Chí Minh để lo cho chị gái Linh mới sinh con. Bà Đê, vợ ông Đê, mẹ của Linh cũng xác nhận rằng những thông tin mà Linh nói là tự dựng lên, không có chuyện vì mâu thuẫn với chồng, không chịu được mà bà bỏ đi nơi khác. Thực tế, bà không ở nhà là vì phải chăm sóc cho hai đứa cháu ngoại song sinh, con của chị Linh.
Theo đó, Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng. Nhiều lần vì tính ngang bướng khiến bà phải la dầy. Người phụ nữ này cũng cho biết, chuyện gia đình con cái, đôi lúc vợ chồng cũng có tranh cãi, mâu thuẫn là chuyện thường tình. Tính ông Đê nóng hay la dầy nhưng thật ra rất thương con cái. Ông cũng ý thức được chuyện con cái đã lớn nên không còn đi nhậu như trước kia nữa. Riêng chuyện bà bị ông Đê hành hung là hoàn toàn không có. Trước sự ra đi của chồng, bà Đê bàng hoàng khi người ra tay sát hại ông, không ai khác lại chính là đứa con gái út của mình. Hôm nhà xảy ra hỏa hoạn, Linh gọi điện cho cô khóc lóc vì nhà cháy. Bà chỉ biết lo lắng cho con, hỏi han con gái, giờ mới tra ra đó chỉ là màn kịch do Linh tạo dựng để phi tang cha của mình. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh về 3 tội danh gồm bản án chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất độc. Tổng hợp mức án dành cho bị cáo Linh là chung thân. Trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục nói rằng đây là một vụ việc vô cùng đáng tiếc, đau lòng và có thể nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Nếu xét trong phạm vi đạo đức, chuyên gia cho biết hành vi đầu độc cha đẻ của nữ sinh 21 tuổi là hành vi phi nhân tính. Vị này cho hay, chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được cách ứng xử trong các mối quan hệ ở nơi mình sinh ra. Trong vụ việc này, bạn nữ đã chọn cách xử lý là giết cha ruột của mình khi cả hai vướng phải những mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình. Mặc dù có nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, cũng có nhiều lý do được đưa ra phân tích, nhưng xét về góc độ hành vi đơn thuần thì tôi cho rằng hành vi này không thể chấp nhận được. Một thầy giáo ở Hà Nội đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi đầu độc cha ruột của nữ sinh 21 tuổi. Tuy nhiên, nhà giáo này cho hay vụ việc đáng buồn này chính là dịp để các bậc phụ huynh xem xét, cân nhắc lại việc dùng những lời la mắng, quát nạt như một cách để giáo dục, dạy dỗ con em bởi hành vi giết cha của đối tượng Tống Thị Tùng Linh phần nào nảy sinh từ những mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày và bị cha ruột la mắng. Trong quá trình nuôi dạy con, việc trách mắng con cái là điều khó tránh khỏi. Điều này xuất phát từ tâm lý muốn giáo dục, đưa con vào khuôn khổ, nhất là những lúc trẻ không nghe lời hay làm sai. Mục đích của việc này không xấu, nhưng điều không ổn là ở chỗ khi phụ huynh quá nóng giận, thiếu kiềm chế nên đã đi quá giới hạn, biến những lời trách mắng thông thường trở thành những câu mắng chửi, mạt sát mang ý xúc phạm. Càng khó chấp nhận nếu việc chửi mắng con cái tái diễn nhiều lần, thậm chí còn kèm cả bạo lực, đòn roi. Nhiều bạn trẻ thừa nhận bản thân từng hứng chịu cơn mưa lời mắng, chỉ trích nặng nề đến từ phía bố mẹ. Bạn HI ở Thái Bình chia sẻ cũng từng rơi vào trạng thái trầm cảm, bỏ nhà ra đi, thậm chí nghĩ đến sự giải thoát rất nhiều lần vì phải chịu những lần chỉ trích, thậm chí đánh đòn từ bố mẹ. Y nói, những năm học cấp 2 và cấp 3 được coi là khoảng thời gian đen tối nhất vì tôi thường xuyên bị mẹ mắng mỏ, thậm chí chửi rủa bằng những câu nói nặng nề. Lúc ấy tôi buồn bã, tổn thương và ức chế, nhiều lần chẳng kìm lòng được nên tôi cãi lại. Sau những trận bạo hành bằng lời nói, tôi nhạy cảm hơn rất nhiều, luôn sợ hãi khi phải gần bố mẹ, mặc dù trong lòng tôi vẫn hiểu, mẹ quát mắng cũng vì muốn tốt cho tôi. Bố mẹ của nữ sinh TP, nữ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng không ngoại lệ khi họ thường xuyên sử dụng những lời nói, sao mày không giỏi như con nhà người ta, mày thì làm nổi cho trống gì, khiến TP bị tổn thương nặng nề. Những cảm xúc tiêu cực không thể giải bày cứ tích tụ dần, khiến mỗi lần phải đối diện với lời mắng chửi của bố mẹ, P thường khóc lóc, đập trán, đấm mạnh tay vào tường. Bạn trẻ tâm sự, tự làm đau cơ thể mình, tôi mới thấy trong lòng bớt đau. Dưới góc độ tâm lý, trong vụ việc con gái đầu độc cha bằng chất độc cyanua, nếu xét ở một góc độ nào đó, thì hành vi giết cha chính là hành vi thể hiện cho sự bế tắc đến tột cùng của con người khi họ không thể giải quyết một mối quan hệ bằng cách thức mang tính thiện chí, tốt đẹp. Theo chuyên gia tâm lý, nói về xung đột giữa con cái với cha mẹ, có hai giai đoạn mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là giai đoạn trước 18 tuổi. Ở giai đoạn này, đối diện với những xung đột, mâu thuẫn với bố mẹ, nhiều trẻ có cảm giác uất ức đến mức muốn bỏ nhà đi, muốn quyên sinh và thậm chí có em nảy sinh suy nghĩ chống lại cha mẹ mình. Đó là những suy nghĩ, hành động bồng bột của lứa tuổi đó vì các em không có cơ chế để giải quyết xung đột với người thân. Thông thường, những đứa trẻ trước 18 tuổi thì còn lệ thuộc rất nhiều vào bố mẹ, chưa thể sống tự lập được nên vẫn còn cảm nhận được sự uy nghiêm của cha mẹ, chưa dám hành động tiêu cực. Ở độ tuổi này, những suy nghĩ bồng bột thường hướng vào việc tự hủy hoại bản thân như việc tự tìm đến sự giải thoát vĩnh viễn. Tuy nhiên, sau 18 tuổi, các em lại có cách hành xử khác khi mâu thuẫn với bố mẹ xảy ra.
ở độ tuổi trưởng thành đã có quyền công dân, ở một chừng mực nào đó các em tự tồn tại được. Vì thế, điều này thúc đẩy thanh niên có những suy nghĩ, hành động quyết đoán hơn. Và nếu không có cách ứng xử đúng đắn, điều này có thể dẫn đến những hành động mang mức độ nguy hiểm cao như cãi tay đôi với bố mẹ, phản ứng bằng vũ lực với phụ huynh và tột cùng chính là đầu độc, sát hại đấng sinh thành. Hai giai đoạn khác nhau sẽ có cách thức hành xử khác nhau, nhưng tự chung lại, hai cách hành xử này đều xuất phát từ mâu thuẫn âm ỉ, dai dẳng. Đặc biệt nhấn mạnh đến câu chuyện mạt sát, bạo lực với tinh thần giữa cha mẹ và con cái đã dẫn đến những phản ứng tiêu cực như vậy. Điều này không đồng nghĩa với việc cổ vũ hay đồng tình với hành vi xúc phạm, thậm chí hại cha mẹ như vụ việc trên. Tuy nhiên, phần nào có thể hiểu đó là hành vi khi con người ta bế tắc trong thời gian dài mà không có hướng giải quyết. Tại Việt Nam, một đất nước với nền văn hóa Á Đông, chúng ta phải thừa nhận một sự thật, đó là việc cha mẹ xúc phạm, chửi mắng, thậm chí bực là đánh con cái là câu chuyện rất phổ biến. Nhưng đến mức bạo hành hay chưa thì lại là vấn đề khác. Và đôi khi, ta cũng cần hiểu và thông cảm với cha mẹ, vì bố mẹ nào cũng mong muốn kỳ vọng cao hơn ở con. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại chưa trang bị phương pháp giáo dục con khoa học nên đã buông lời mạt sát, mắng mỏ và coi đó như một cách cứu cánh cuối cùng. Nhưng phụ huynh cũng cần hiểu, hành vi xúc phạm con bằng lời nói, thậm chí sử dụng đòn roi để giáo dục sẽ để lại những tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Nếu diễn ra trong thời gian dài, mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái sẽ dần mờ nhạt. Ở mức nhẹ thì đứa con sẽ có quan hệ với cha mẹ chỉ vì trách nhiệm chứ không phải tình yêu thương. Còn nặng hơn thì trách nhiệm cũng không còn. Đỉnh điểm, điều này còn có thể đưa mối quan hệ giữa cha mẹ con cái đến bên bờ vực thẳm theo kiểu một mất một còn. Một người con, dù rất yêu quý cha mẹ mình, nhưng trong trường hợp con phải chịu những tổn thương đến từ lời chỉ trích từ đấng sinh thành, rất dễ dẫn đến những hành động không thể kiểm soát và khi đó chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra. Để tránh xảy ra những hệ lụy đáng tiếc cho đứa trẻ, đồng thời để không đẩy những người con đến tận cùng của sự bế tắc rồi gây ra những chuyện đau lòng. Theo chuyên gia, các bậc cha mẹ cần thay đổi phương pháp giáo dục con của mình. Trong đó, điều cần thay đổi trước tiên đó chính là nhận thức. Một chuyên gia tâm lý cho biết, cha mẹ cần hiểu con cái là của mình và giáo dục bằng đòn roi, bằng những lời mạt sát, mắng nhiếc thì sẽ không đem lại hiệu quả như mình mong muốn. Bên cạnh đó, trong quá trình giáo dục con, bố mẹ phải hết sức kiên trì. Dạy con là một hành trình dài, phụ huynh cần hết sức nhẫn nại, giảng dạy cho trẻ từng ly từng tí, mỗi ngày một chút. Ngoài sự kiên trì, các bậc cha mẹ cũng cần hết sức nghiêm khắc trong quá trình dạy con. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc sử dụng đòn roi hay những lời nói mang tính xúc phạm trẻ.